Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lông TV trong phần chơi Minecraft Hexit Enhanced Edition. Và chúng ta đang có một bé Chocobo đã nở. Rồi con này vẫn là màu vàng. Đứng lại em ơi. Coi. Và chỉ số bị rớt hả? 20, 19, khoan. Bị rớt. Thiệt thua luôn. Đã không có rồi còn rớt nữa. Hay ghê luôn. Rồi thêm cái coi. Thêm successful rồi đó. Nó có màu lông lên rồi kìa. Mấy cái này mình không bấm unlock được ha. Để coi coi con kia có bị rớt không. Có chuyện rồi bị rớt nữa. Thiệt là phiền quá đi. Chúng ta sẽ lấy cái túi ra một cái. Rồi backpack. Mở lên, bỏ vô. Đau lòng quá đi. Nó không có nhiều mà nó còn rớt nữa. Rồi cái này thì vô phương cứu chữa rồi. Cái này chúng ta phải có watering can thì nó sẽ đỡ ha. Watering can. Hoặc là có một cái gì đó. Fertility cũng được nữa. Gì? Ăn hả? Sao lại đi theo? À, để cho em này ăn cái coi. Em này ăn hột giống không? Không ăn. Nó không ăn cái gì hết. Rồi và con kia. Đứng lại. Thêm fail. Để mình ăn thử coi. Ăn được. Fail hết chân luôn. Rồi xong successful rồi đó. Thêm successful và rớt. Thiệt luôn á, nó không cải thiện mà nó còn rớt nữa. Thì làm sao bây giờ? Không biết làm sao luôn. Chúng ta đi qua đầu bên kia. Không thể nào chấp nhận được. Quá mệt mỏi với mấy em Chocobo luôn. Bây giờ đi kiếm một con Chocobo mà có chỉ số đẹp đó hả? Đâu có dễ. Giờ phải làm gì? Tiếp tục like. Cái màu sắc là hên xui ha. Màu sắc nó hên xui lắm. Con nào con trống ngận máy vậy? Cho hai con trống ăn là mệt luôn nha. Rồi ăn đi và ra cái trứng. Bỏ trứng đà điểu lên chảnh. Up. 20, 10. Con này là trống. Hai trống. Tôi cần thêm máy. Trống nhiều quá không có tác dụng gì hết. Trống nhiều quá thì làm sao mà ăn được. Kiếm thêm chứ. Khó khăn ở điểm đó. Chúng ta sẽ cần phải có số lượng nó đồng đều. Rồi cho like vô ra được cái gì thì ra. Và còn cái lớp cái xô này là thua. Ở chấm ngoài được luôn kìa. Pro 0%. Rồi giờ câu hỏi là lấy cái này đập bằng fortune được không nè. Đây. Bụp. Fortune. 8412 nha. Coi nha. 16. 8416. Ví dụ như mình đập không fortune thì sao? 17. 18. Không fortune thì được vậy đó. Fortune thì nó cũng ảnh hưởng đó. Nó cũng có ảnh hưởng đó. Nhưng mà cái lớp thì không thấy. Kiếm mòn con mắt luôn. Có không? Không có rồi. Rồi mòn con mắt thiệt luôn. Chỉ một cái đó thôi. Kiếm không ra. Kiếm không ra là mệt đó. Này chắc phải trồng dữ lắm. Càng nhiều càng tốt. Con này sao rồi? Có dòng cổ. Trứng này sao rồi?
nửa đường rồi. Giờ sao đây? Giờ làm sao để có được những em này đây? Phê quá phê luôn. Thật sự nó không có chịu có. Nó bắt buộc phải là cái lớp thì nó mới kết hợp được ha. Cái này chúng ta đi coi thử coi trồng được trong đây không, cho cuộc đời mình nó thanh thản một chút. Gì vậy? Cái Botany Pot này nó chỉ có dạng này thôi à. Nó không có dạng cao cấp hơn. Rồi ta coi nha. Ấm vô, không cho chồng. Tới công chuyện luôn, không vô được. Không được là không được. Không được là tới công chuyện rồi. Chút xíu nữa. Giờ chỉ biết đứng đây và thu hoạch cái này trong thời gian chờ đợi thôi. Mình có thể sử dụng bone meal được, không sao hết trơn hết á. Ôi cái tỷ lệ thấp quá. Cái món này ít quá. Ta cần like liên tục luôn. Ở đây thì sao? Đây thì nó lớn cũng chậm. Chắc phải trồng thêm rồi đó. Một. Đồ bình thường không? Nuôi chocobo mà căng ghê luôn. Ra đây múc nước. Nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi một con ngựa zombie. Ô nhiễm thì chứ gì nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Hai bốn, ôi vừa đẹp luôn ta. Ôi sao có cái cột ở ngay đó nữa. Giờ phải lấy số lượng bù cho cái chất lượng. Bởi vì quá thiếu. Chín chín tám một. Mình không có đếm đâu, tại vì cái này mình nhiều lắm, mình cứ làm thêm ra. Ví dụ như mình chơi cả 32 cái này ra thành hột giống luôn cũng được nữa. Nó dư nhiều lắm, không sao hết trơn á. Có phải có cái gì đó nó lớn lên á hả, để chúng ta có thể trồng xuống tiếp khỏe. Tình hình này chắc phải coi để làm, để cho một bản mod cho Watering Can vô mới chịu nổi. Không có Watering Can thì không có làm ăn gì được hết. Female. Rồi trứng đâu con? Đi ra. Hấp luôn con này. Đứng lại. Em success 21-19. Chỉ số có tăng. Nhưng vẫn là con đực. Còn con đực nữa đâu rồi. 20-19. 19-19. Lên đường nha cưng. 20-19 tôi mới chấp nhận. Con đực. Con trống chứ quên.
trong 21-19. Chỉ số mà nó còn rớt nữa thì thôi, không biết nói gì hơn luôn. Nuôi chocobo không biết tới ngày tháng năm nào luôn. Hatch. Thôi dục luôn đi, đâu cần đâu. Cái này xài bột xương là khóc hận luôn á. Bone meal là lâu lắm luôn. Nó cứ chạy tới hoài, mình cầm này đâu phải là đồ ăn đâu. Cái này nó đâu có ăn. Nó làm gì? Đi vô khác chơi đi. Bây giờ công thức của rít xôi cũng không cải thiện mấy. Rít xôi blender. Cũng có nhanh hơn á, nhưng mà cần cái fertility nhiều hơn. Nếu có cái lily pad of fertility thì chúng ta sẽ dễ xử lý hơn. Thì nó sẽ tăng tốc lên nhiều, thu hoạch liên tục. Hoặc là watering can cũng được. À này mấy đứa. Chờ mấy đứa lớn lên nè. Nó cũng không nói mất bao lâu. Không nói luôn. Mấy cái skill này unlock chưa có. Mấy cái skill đó chúng ta có cái cục này nè. Đâu rồi? Teach Chocobo how to dive. Bấm không xì nhê. Nghĩa là bấm không được. Bây giờ Chocobo quậy quá. Chocobo là đà điểu chứ gì đâu. À không có luôn. Thiệt là trầm cảm quá đi. Không có rồi sao vậy? Không có. À. Không có trồng như đây là cũng nhiều rồi đó. Còn một cách duy nhất thôi. Là như vậy. Lại tiếp tục. Trồng được bao nhiêu thì cứ quất bấy nhiêu. Nếu mà được một cái thì lên luôn thì tốt. Một cái. Ê. Cây cỏ mọc tùm lum. Lốt tay á. Đây chúng ta đã trồng được mấy đợt rồi. Trong này là nó lâu lắm. Có một rồi thấy không? Ôi cho con trái nữa, tôi lên tôi like coi. Cái phần trăm mà ra được cái con màu khác đúng căng luôn á. Không có. Vẫn chưa có. Tiếp tục. Có cho tôi vui cái coi.
Rồi nó vẫn không quyết định là không có. Nó vẫn quyết định là như vậy. Rồi và em nào nãy đâu? Em nào mới đẻ đâu? Rồi thuần phục. Thuần quá xong. 20, 21. Lại là một con đực nữa. Con trống nữa. Con nào 19 nãy đâu rồi? Con nhỏ nhỏ 19 rồi, 21, 19, 20, 19, 20, 21. Oh yeah luôn. Khó đánh quá. 5 triệu đi ra. 20, 19 nè, một hit nữa là đi lên đường nè. Ow, cây này đánh lan. Rồi để không được nha. Để hồi phục cho mấy em Chocobo. Khi các bạn lỡ tay đánh chúng như vậy, chỉ cần cho ăn là xong. Cái lớp đâu rồi? Chơi này đáng lẽ hả là không có cần cái này đâu. Dù như có cái món này thì cũng phải cho dễ một chút chứ. Không có ông thương nhân nào bán cái này hết trơn á. Cái trứng của màu khác. Pickle. Choco this guy. Chúng ta làm được á. Chúng ta có thể bận bộ đồ lên. Rồi để vô làm cái. Bộ đồ. Thêm một bộ nữa để trưng bày. Có thể đổi bộ này trưng bày ha. Gắn lên đây đi. Hả? Ê, tại sao lại là thêm một cái quần nữa là sao? Làm hai cái quần. Thiệt tình. Chocobo this guy. Hey, bé lòng biến thành Chocobo. Đây là hóa trang Chocobo. Nhìn rất là dễ thương. Dễ thương chưa? Em bé lòng dễ thương quá chừng luôn. Mà nó ra cái đó không luôn á. Cho tôi coi. Không có rồi. Đây rồi. Chúng ta đi cho hai em đó like một phát nữa coi. Đâu rồi, con này nhỏ quá. Rồi ra trứng cái con ơi. Trứng thì dễ lắm, nó không có thời gian cooldown cho nên cũng không sao. Ý là cái breeding time đó, nó không cooldown. Cứ vô mà quất thôi. Chờ tiếp. Cúp cuối đầu xuống thử con vịt không à. Ê, còn thử con ngựa chứ. Nhìn bộ đồ hài ghê luôn. Hài thiệt hài luôn. Coi thử có bộ áo giáp này nữa không. Catalysm. Ignitium. Từ Netherite lên luôn. Wow. Có đôi dài. Ignitium. Nó kết hợp với Elytra, nó sử dụng được luôn. Mà tốn quá tốn. Golak. Incinerator mình có. Netherite hả? Thì cách tốt nhất là đi farm zombie. Farm zombie là sẽ có. Đây nè. Legend. Legend nó ra cái màu khác rồi. Hơi bị vui.
Rồi sao rồi? Sao rồi, sao rồi? Có ấp trứng này mệt quá. Đập cái coi. Ấp. Đi kiếm cái lớp. Technitium đó mình chưa có. Chắc mình phải bỏ đổi bộ đồ này thì mình mới qua bên đó mình farm zombie được ha. Ta cắm cái kiếm này lên đi. Trả lại. Rồi tháo. Chúng ta đi farm để đổi bộ đồ lên cái. Nhìn cho nó hay hay. Áo này ra. Gắn lên. Chocobo. Rồi đi nào. Nó là... Ê, không phải. Petal Tower, cái này xóa đi. Castle á. Castle này nhiều lắm. Cái chỗ chúng ta bỏ lại đâu rồi? Đây. Có cái quần. Thấy đơn giản không? Wow. Cũng hơi căng đó. Bị blitting. Wapo. Được cái là khu này á, đứng gần á, nó xuất hiện liên tục nè. Chém cũng đã luôn. Cố gắng lên. Hai kiếm, một quần, một dài rồi, còn thiếu cái nón. Nón đâu em ơi, cho tôi cái nón đi. Ở đầy đủ. Cover me in netherite. In the breeze. Rồi qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn. Qua luôn, đúng rồi. Thay vì mình phải đi vô, mình đi kiếm mấy cái đồ kia nó mệt. Cách này nhanh nhất ha. Ta về đây coi. Ồ, mình chưa đổi lại vũ khí nữa, áo giáp nữa. Cái cặp bộ đồ như không. Đúng là cặp bộ đồ như không. Gì dạ, ghê dạ. Thôi để có play tiếp. Ignitium. Bây giờ mình đã có nên cái đấy netherite cộng với ignitium. Chúng ta mở cái này lên bỏ vô coi. Ignitium lava vision. Lava vision là sao thì từ từ chúng ta sẽ coi ha. Bỏ lộn, bỏ lộn chỗ. Cái kiếm bỏ lên đây không đúng. Còn món gì nữa không? Chỉ có 4 cái thôi. Nếu muốn thì làm thêm cái này. À mà lại không có. Nó cần có cái nón nữa. Cái nón. Rồi không có rồi, giờ tạm thời bỏ này chấm. Rồi thì bộ đồ đâu? Tháo bộ đồ Chocobo ra. Bộ đồ này lên. Ô ngầu chưa? Giống quỷ dương chưa? Phải cầm cái kiếm nữa nó mới ra. Ra chất. Kiếm đâu?
Kiếm chưa có. Lấy đâu ra chất chơi người dơi được. Như kiếm không có. Giờ lấy chế tạo thôi. The Incinerator. Oh, wow. Có cái khiên không? Cây Inferno Fork này là cây kiếm. À, là cây búa. Cây búa có rồi. Cây búa này không có gì. Cây kiếm này là 12.1.2. Cũng không có nhanh lắm đâu. Nè, áo giáp đẹp nè. Áo giáp này là có thể ra đặng đỏ dán với lại những cái bộ đồ này luôn. À, cái con mới ra là cái con gì vậy? Coi thử cái coi. Em ơi. Em ơi. 19-21. Thiệt, nó cải thiện một chỉ số mà nó rớt một chỉ số. Coi cái kiếm kìa. Khổng lồ luôn. Wow. Ghê chưa? Phun chạc. Flame Strike ha. Cái này có thể mất nha, cho nên nguy hiểm quá. Đây là hàng sưu tập của mình mà, sao mà mất được? Không, tôi không chấp nhận điều đó. Trước tiên tôi đi ngủ cái đã. Đi ngủ, đi ngủ. Rồi, bây giờ cắm cái kiếm này lên cho nó đúng bài. Tháo cái kiếm này ra, có cái kiếm này đi. Kiếm này nó lại mình để bên đây nè, nhưng mà thôi để đây đi. Lấy cái này ra xài. Rồi, và ta có được Lava Vision Hoàng. Lava Vision là sao? Bình thường rớt vô trong lava thì chúng ta sẽ không có thấy gì hết. Nó một màu đỏ. Nghi lắm. Ta sẽ bay qua bển rồi. Ui da. Té xong cái ha. Khó chịu quá. Trời xoay xoay, đất xoay xoay. Chúng ta qua bển coi cái vision nó ra làm sao. Này bây giờ ví dụ như mình không có cái nón trước nha. Vậy thì rớt xuống Flame Reflect. Kháng lửa không thấy gì hết. Ồ, thấy được bên dưới. Tháo cái này ra, bận áo giáp này lên. Giáp này giáp lửa mà còn bị cháy nữa thì thôi luôn á. Chỉ đi bộ từ từ bên dưới thôi. Đi bên dưới dung nham. Bên dưới này có gì không? Ancient Debris. Ủa sao vậy, sao vậy, sao vậy, sao vậy? Sao vậy, sao vậy? Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Là sao, là sao, là sao? Quán. Tại sao bộ đồ lửa lại bị lửa? Ủa lại nha. Fire resistant trong vòng 30 giây. Là do mình đang có cái này nè. Tạm thời thôi. Bộ đồ lửa lại bị dính lửa. Bộ đồ này kỳ quá. Bộ đồ này không được rồi. Tại sao lại có một bộ đồ như thế được? Đồ lửa phải có chuyện nào mà thì con ít nít nó bị dính lửa à? Rồi, và cái vụ này là vụ nổ nè. Không vui chút nào luôn. Tự nhiên đồ lửa bị dính lửa cháy tùm lum hết. Hài quá chừng. Thôi chúng ta bay lên đi về. Đi coi thử thôi mà vậy đó. Vậy nghĩa là bạn sẽ phải được kháng lửa ngay từ đầu. Mình nghĩ bộ đồ này phải được kháng lửa luôn mới đúng. Rồi chúng ta có thể di chuyển thoải mái bên đó. Ở đây là Flame Reflect. Lava Walker. Đi lên trên. Lava Vision. Walker ha.
Thôi không cần thử đâu. Đi kiểu đó hả? Đi luôn đó. Đi kiểu đó là đi luôn á. Bước xuống là đi luôn không à. Đi luôn là đâu có vui gì nữa đâu. Một cái kìa. Hết rồi hả? Hết rồi. Để coi còn được miếng nào nữa không? Bụp bụp. Ừ, hết rồi. Và được đúng một cái, không được miếng nào nữa hết. Khoan trang 7 là mệt nha. Thêm minh, thêm fail, 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 fail. Rồi xong. Mấy con này lớn thiệt lâu luôn, còn ấp nở thì nó cũng đỡ, không tới nổi. Chỉ có bộ đồ này hơi bị thất vọng xíu. Nhưng mà bộ đồ đó sẽ không vui bằng bộ đồ này. Tên ta tên. Rồi, vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có được hai bộ đồ mới. Một bộ đồ giúp cho mình có thể cosplay được các bé Chocobo. Cũng như là một bộ đồ sẽ cho phép chúng ta trở thành Ignis. Cộng với cái kiếm của Ignis rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye!